Vâng, thưa ông có nói tới cái việc thay đổi của chất lai, đó là nội dung số. Trong cái vấn đề chạy đua số hóa như thế để mang được cái vị trí cạnh tranh này, mang đến giá trị cho khách hàng này, thì xin phép được hỏi ông là theo ông thì cái ứng dụng số nó có vai trò như thế nào đối với các doanh nghiệp bảo hiểm hiện nay ạ? Tôi thì không quan điểm chạy theo, một là tôi chạy trước, hai tôi không đi đâu cả, tại vì tôi không chạy theo ai cả. 15 năm qua tôi chưa nhìn ai, hướng đi của ai rồi chạy theo họ. Đối với tôi phải làm điều khác biệt mới có kết quả. Còn nếu mọi người đều làm giống nhau thì chắc chắn kết quả không giống nhau mà thôi. Tôi quan niệm rất rõ ràng. Và 15 năm qua tôi chưa bao giờ chạy theo thị phần, tôi chưa bao giờ chạy theo cái kết quả, mà tôi chạy theo sự sáng tạo, tôi chạy theo một cái nguyên tắc làm việc, đó là sự tồn tại để giữ gìn lời hứa với khách hàng, và đặc biệt nhất là sự tồn tại để thay đổi cuộc sống của người khác. Vậy thì khi nói về kỹ thuật số, tôi đã bắt đầu xài smartphone từ năm 2008. Và tôi cũng biết được rằng cái cuộc cách mạng về smartphone đó sẽ bùng nổ rất nhanh. Sau khi tôi xài cái phone đấy, tôi là một trong những người đầu tiên xếp hàng để mua cái Apple phone. Vậy chúng ta hãy nhìn lại lịch sử trong 4.0. Đầu tiên 1.0. Người ta nói 4.0, nhưng mà tôi có thể chưa hiểu được tại sao nó 4.0. Vì 1.0 là gì? 1.0 đó là nước. Nước làm được gì? Nước làm ra được sức mạnh về công nghệ. Trong đó có những xe lửa chạy bằng nước, có những chiếc tàu chạy bằng nước. Rồi kế tiếp, điện được ra đời và tạo ra cuộc sống thay đổi. Rồi kế tiếp, điện tử, máy vi tính, laptop, để làm chính xác hơn, để đưa đến những nhà máy, đưa đến những cái sự sáng tạo không ngừng. Rồi ngày hôm nay 4.0. Nếu mà chúng ta nói 4.0 chỉ là một phương diện về kỹ thuật, về công nghệ, nhưng đằng sau 4.0 đó là những sự thay đổi rất mạnh mẽ. Nhưng không có gì thể thay đổi được con người. Vậy thì chúng ta nhìn lại những người mà tôi nghĩ đã thay đổi về kỹ thuật trên thế giới này, công nghệ trên thế giới này. Đầu tiên là Microsoft, ai cũng biết là Bill Gates. Với những cái Windows, những cái con chuột để xài. Thì chúng ta nhìn thấy Steve Jobs đã thất bại nhiều lần, nhưng đã xây dựng một trái táo mà thay đổi cả thế giới. Và đặc biệt nhất 2008, chiếc phone được ra đời, được gọi là smartphone, và đó trở thành một cái office, một cái văn phòng làm việc để trong tầm tay. Rồi sau Steve Jobs, ngày hôm nay chúng ta đang chứng kiến lịch sử, đó là Elon Musk. Người nói về solar, nói về ánh sáng mặt trời tạo ra điện. Người nói về chiếc xe bằng điện, tạo ra những chiếc xe có thể không cần người lái. Và một ngày nào đó, cái thế hệ sau này, tôi không biết, chắc chắn tôi không có con tôi, có thể con của cô Thúy Hằng, không biết lái xe nữa, tại vì xe nó tự động lái. Và đặc biệt nhất là cách đây mấy ngày, người Mỹ đã trở lại vũ trụ, nhưng không phải trên những cái hỏa tiễn của chính phủ làm, mà trên cái gọi là SpaceX, là một cái hỏa tiễn của một công ty tư nhân mà do Elon Musk là người sáng tạo ra, và bắt đầu một hành trình mới cho người Mỹ chinh phục không gian. Vậy thì tôi muốn thí dụ một số người đã thay đổi. Vì điểm chung của họ là gì? Điểm chung của họ là làm khác biệt, làm khác để có kết quả khác. Nếu Steve Jobs
chỉ ứng dụng những công nghệ phone bình thường, nhưng giống như iPhone trước, những như iPhone bình thường khác, thì chúng ta không có smartphone. Chúng ta có Samsung ngày hôm nay, chúng ta có LG ngày hôm nay. Nếu ông Bill Gates ông không sáng tạo ra cái Windows đó, thì chúng ta sẽ dùng những cái công cụ bình thường, máy vi tính bình thường. Nếu ngày hôm nay Elon Musk này, ông không có những sáng tạo về năng lượng mặt trời hoặc là dùng điện để có những chiếc xe, thì ngày hôm nay chúng ta không có hiệu xe Tesla nổi tiếng thế giới. Tôi không dám so sánh mình với họ, nhưng tôi nhìn họ, họ đã làm điều gì đó khác biệt. Chắc là đặc khác biệt, đó là khác biệt. Năm 2006 ra những dòng sản phẩm hoàn toàn khác với thị trường. Thì ngày hôm nay cũng vậy thôi. Trong công nghệ, mình dùng công nghệ để làm được cái gì cho công ty, cho đội ngũ, cho kinh doanh. Vậy thì kỷ luật số nói ra thì dễ, nhưng tôi nói rất rõ ràng, đó một là một chiến lược lâu dài, và phải có, tiếng Anh nó gọi là một cái roadmap, một hành trình từng bước một thay đổi. Tại vì có thể nó là con dao hai lưỡi, nếu chúng ta thay đổi không đúng thì nó quay ngược lại, nó trì trệ công ty đi và đã mất rất nhiều con người. Nhưng kỹ thuật số không thể thay con người, mà làm cho con người thích nghi và làm cho con người phát triển. Ví dụ, nếu chúng ta đi kỹ thuật số để mục đích là giảm thiểu nhân viên, không phải. Phải, chúng ta làm kỹ thuật số là để cho nhân viên có thể làm việc được hiệu quả hơn, năng động hơn và sáng tạo hơn. Vậy thì 2018 tháng 11, tôi vẽ một hành trình thay đổi kỹ thuật hóa công ty này. Muốn kỹ thuật hóa thì mình đầu tiên phải đơn giản hóa. Đơn giản hóa không chưa đủ, sẽ tự động hóa. Tự động hóa xong rồi công nghệ hóa. Phải đặc biệt nhất là trẻ trung hóa. Tôi nói lại bốn hành trình. Hành trình đầu tiên là mình phải đơn giản hóa. Hành trình thứ nhì là mình phải tự động hóa. Hành trình thứ ba là mình công nghệ hóa. Nhưng muốn làm được ba điều đó thì mình phải có trẻ trung hóa. Trẻ trung hóa đây tôi cũng nói tuổi rồi, tại vì tôi không phải trẻ trung, thì tôi trẻ trung tuổi. Trẻ trung trong tư duy, trong suy nghĩ, trẻ trung trong sự sáng tạo, và đặc biệt nhất là trẻ trung trong cách điều hành, để những công cụ đó nó để tối đa hóa được kết quả. Vì hành trình đó nói ra thì rất dễ, nhưng khi một công ty đang vận hành và chúng ta nói đơn giản hóa, có nghĩa là gì? Một số quy trình phải được thay đổi, hay tất cả quy trình phải được thay đổi. Và khi chữ thay đổi, giống như nói hồi nãy, nói ra thì dễ, nhưng một quy trình thay đổi không phải dễ, và nó là một thói quen. Tôi quay lại cái chuyện là động lực, nỗ lực và kỷ luật. Khi chúng ta trong cuộc sống, chúng ta làm một việc gì đó, một lần đầu tiên là suy nghĩ, rồi tới hành động, rồi thành thói quen. Khi chúng ta lớn lên, chúng ta mặc cái áo vào buổi sáng, đầu tiên cha mẹ chúng ta mới dạy cho chúng ta tại sao chúng ta phải cần mặc áo buổi sáng trước khi đi học. Đó là suy nghĩ. Rồi khi chúng ta mặc áo thành hành động, và sáng nào chúng ta cũng mặc áo đi học cả, sẽ làm thói quen. Trong thể dục cũng vậy. Ngày hôm nay tôi có cái thói quen là mỗi ngày phải chạy 2 tiếng. Tại vì không chạy 2 tiếng thì thói quen của tôi nó không đúng, chúng mình rất khó chịu. Vậy thì bây giờ mình nói chữ đơn giản hơn. Cái thói quen của con người, thói quen của mọi người, các phòng ban, trụ sở chính, thói quen của đội ngũ kinh doanh là như vậy rồi. Bây giờ mình thay đổi thói quen. Nói là thì dễ. Vâng, người ta nói là thay đổi thói quen là một trong những cái thay đổi khó nhất đấy ạ. Đúng vậy. Dạ. Và đó là hành trình mà tôi nghĩ khó nhất. Khó nhất. Kế tiếp, tự động hóa. Tự động hóa nói ra cũng đơn giản lắm. Nhưng mà tự động cái gì? Và làm được cái gì? Kết quả gì khi tự động hóa đó? Rồi tới công nghệ hóa. Những công nghệ gì? Tại vì công nghệ thay đổi mỗi ngày. Tôi không biết cô xài iPhone bao nhiêu lâu, nhưng mà tôi chỉ xài iPhone cỡ 18 tháng, 24 tháng là tối đa. Không phải là tôi chạy theo
bố đen, không phải là chạy theo gọi là cập nhật công nghệ mới đúng không ạ? Không phải, nhưng mà cái phone tôi nó chỉ tới đó thôi, và đã hết pin nó sạc được, hoặc là nó bị một cái gì đó. Thì thường thường nó tới đó là hai năm là tôi phải thay rồi. Chứ người ta khôn lắm, ngày xưa người ta tạo ra những cái phone thay pin được, nhưng bây giờ cái Apple phone đó, nó làm cái phone đó, nó không thể thay được. Và đó lý do tại sao mình cảm thấy là tôi mướn phone nhiều hơn là thay phone, nghe nè. Thì khi mình làm điều đó, những công nghệ nó thay đổi đó, sự thay đổi công ty, những công nghệ đó nó có thích nghi hay không, hay mình đang lèo lái công ty thế này, sự thay đổi thế này, công nghệ mới nó ra, và từ đó nó không ăn khớp với nhau. Và điều còn lại là trẻ trung hóa. Cái điều này cực kỳ khó, cực kỳ khó. Tôi nói, hy vọng tôi nói câu này không đụng chạm tới ai, nhưng mà tôi vẫn nói, tôi nghĩ rằng đụng chạm cũng là chuyện tốt không. Khi người ta làm với công việc gì lâu quá thì người ta cứ nghĩ rằng công thành, mình có công mà. Nghe nè, khi người ta làm một việc gì lâu quá thì người ta mong muốn thăng cấp, thăng chức. Thăng chức đây không phải là vì họ làm thêm, làm có thêm kết quả, thêm trách nhiệm, mà họ nghĩ là vì seniority, tiếng Anh gọi là seniority, có nghĩa là vì lâu năm. Ở Việt Nam có một câu là kiểu ở lâu lên lão làng ấy ạ, đúng phải không ạ? Đúng vậy, nó như vậy. Vậy thì nếu những thành viên đó họ không thay đổi suy nghĩ của họ, vậy thì làm sao phía dưới có thể phát triển được? Thí dụ nha, tôi làm dưới anh, cả đời tôi làm dưới anh mãi, tôi làm đến nhận mãi, và những gì kết quả của tôi làm ảnh hưởng. Đấy, cái tư duy đó là tư duy mà tôi nghĩ không những tại Jobline, không những tại ngành bảo hiểm, mà nhiều ngành đang gặp phải là seniority. Và nếu không có một sự thay đổi mạnh mẽ thì làm sao người khác phát triển? Vậy thì tôi nhìn từng thế hệ một. Ở Việt Nam mình gọi là thế hệ X60 hoặc X70. Thì bên Mỹ nó có những thế hệ Y, là những người sinh năm 1900, tôi nghĩ là từ năm 80 cho tới năm 2000. Rồi từ năm 2000 trở về sau được gọi là thế hệ Z. Thì cái thế hệ Y này nó có lý do tại sao người ta đặt nó Y. Y mà tiếng Anh nó gọi là Y. Y. Tại vì nó hay hỏi. Thế hệ này nó hỏi. Nó hỏi cái nó Y, nó tiếng Y, nó tiếng Y. Nó hay hỏi lắm. Tại vì nó sống trong Internet. Nó sống trong mạng. Tôi không biết cô thế nào, chứ cái thế hệ này yêu nhau trên mạng. Gửi trái tim nhau trên mạng. Nó buồn buồn, nó lấy trái tim lại trên mạng luôn. Và gặp nhau trên mạng. Cái thế hệ mới của tôi á, là offline. Rồi mình làm quen ai đó, rồi mình online. Rồi sau đó mình offline. Còn thế hệ mới bây giờ họ online. Họ làm quen nhau online trước đó. Rồi họ gặp nhau Starbucks, họ offline. Rồi sau khi Starbucks xong họ ra khỏi cửa, họ online tiếp. Họ nói chuyện với người khác. Vậy là trái tim nó bay lung tung. Rồi cái thế này nó như vậy. Và khi tôi nhìn điều đó, 2018, nếu công ty không thay đổi, mở cửa, thì cái thế hệ Y đó sẽ không đóng góp gì được cho công ty cả. Ngày hôm nay tôi dự đoán lao động, người lao động Việt Nam trong 3 năm tới, trên 50-65% sẽ nằm trong thế hệ như thế đó. Và trong 5 năm tới sẽ xuất hiện thế hệ Z rất lớn. Vậy thì trẻ trung hóa công ty, mục đích đàn anh đi trước dẫn dắt đàn em đi sau. Đàn anh có kinh nghiệm nhưng không có sự sáng tạo nhiều. Đàn em thiếu kinh nghiệm nhưng offline nên họ có những sự sáng tạo và có những kiến thức đúng với những gì mà xã hội đang thay đổi. Và đó là cái nhìn của tôi để thay đổi offline trong những năm tới. Như tôi nói hồi nãy, không phải một kế hoạch một năm mà một kế hoạch dài hạn.
Và may mắn thay cho tôi khác với những tổng giám đốc khác là họ làm ngắn hạn. Nên khi họ ra chiến lược thì chiến lược họ ngắn hạn. Rồi tổng giám đốc khác tới không muốn núp trong cái bóng của tổng giám đốc cũ nên lại ra những chiến lược khác. Rồi cuối cùng nhân viên cứ chạy một vòng mà không biết chiến lược nào để theo. Tôi thì tôi làm lâu dài nên chiến lược của tôi mang tính chất lâu dài. Và một con đường nhưng được chỉnh sửa, tiếng Anh nó gọi là modify, được hoàn thiện hóa, chứ không có nghĩa rằng thay đổi chiến lược. Chiến lược là cái nhìn xa, nhưng mỗi giai đoạn thì có những sự chỉnh sửa để thích nghi với chiến lược đó. Phù hợp với xu hướng đúng không ạ? Đúng vậy. Dạ vâng. Cơ bản thì Thúy Hằng với những gì ông chia sẻ thì Thúy Hằng cũng hiểu được cái vấn đề số hóa đã được nhìn nhận cũng như là được áp dụng ở Chatline như thế nào. Như vậy thì cũng xin ông là chia sẻ thêm về những cái kết quả mà Chatline đã thu được từ cái sự thay đổi, từ những cái tư duy mà ông mang đến cái sự thay đổi cho công ty như vậy. Tôi câu hỏi tới phần này thì tôi đem một cái thí dụ về cái sự cách ly xã hội vừa rồi. Tôi quan điểm đây là sự may mắn. May mắn là điều gì? Nguyên một hàng 2019, 60 thời gian của tôi là nghiên cứu về những dự án mà tôi gọi là e-electronic, e-điện tử hóa. Tôi thí dụ nhà e-card. Thay vì một cái tấm niêm card ngày xưa, đầu tiên là tốn giấy, thứ nhì chỉ có tên, cô với số điện thoại, địa chỉ thôi, thì tôi ra cái e-card nằm trong điện thoại di động. Và tôi gặp một người quen nào đó thì tôi không có đưa cái niêm card nữa, mà tôi đẩy cái e-card qua mạng, hoặc là đẩy e-card qua SMS, đẩy e-card qua Viber, đẩy e-card qua AirDrop, thì cô có cái e-card của tôi. E-card của tôi giống như là tôi xin mượn chữ là VN Express, giống như là một bản tin của công ty trong đó, gồm có tất cả những thông tin của công ty, không những chỉ có số phone, số điện thoại, mà có tất cả các thông tin của công ty. Giống như là Jobline News ngày hôm nay chúng ta nói sẽ lên cái e-card đó. Vậy thì người khách hàng hoặc là người đối tác chỉ cần nhìn vào cái e-card đó thì hiểu được lịch sử của công ty, rất đơn giản đấy, và chỉ có một giây thôi. Hoặc là ngày hôm nay chúng ta ngồi đây hàng trăm người, ví dụ vậy, tôi chỉ cần error một cái thôi là 100 người đã có cái e-card với tôi, chứ tôi không có tin được người để đưa cái e-card cho tôi, thí dụ vậy. Thì tôi nguyên một năm 2019 tôi ra những một cái vòng tròn mà tôi gọi là một cái khép kín của công nghệ hiện đại nhất, bao gồm những, tôi thí dụ nha, về e-card, về e-recruiting, về e-administration, về e-learning, về e-application, rất là nhiều, dữ dội nhiều. Thì trong bài phát biểu của tôi hồi đầu năm, tôi cũng nói là cái 4.0 này nó có nhiều cái hay lắm, nhưng mà ngược lại nó cũng sẽ rất rủi ro. 4.0 sẽ giúp cho con người đi xa hơn được trong công nghệ, và 4.0 cũng thể giúp cho con người có những, tôi gọi là biotech, những cái công nghệ mà nghiên cứu về y khoa, có thể bệnh ung thư sẽ được chữa trong thời gian tới, những bệnh hiểm nghèo sẽ được chữa trong thời gian tới. Nhưng mà ăn thua rằng ai kiếm ra những công nghệ đó. Và tôi có một bài phát biểu, một câu rất ngắn, và nếu phát biểu đó nó vào những cái phát minh đó, nó vào nhầm tay của một người nào đó, thì nó sẽ trở thành một cơn hoạn nạn của thế giới. Hồi tháng 1 tôi đó có nói câu đấy, thì ý như này, cái coronavirus tôi nghĩ nó đã vào nhầm người, và ngày hôm nay thế giới đang trả một giá rất lớn. Vậy thì chúng ta nhìn lại tháng 4 vừa rồi, 3 tuần cách ly xã hội, doanh thu của Jobline vẫn không ảnh hưởng. Mặc dù cách ly xã hội thật, nhưng e-card vẫn được gửi ra cho tất cả khách hàng. Người khách hàng, người đại lý, người đại diện kinh doanh của Jobline vẫn có thể gặp khách hàng mới trên mạng qua e-card. Rồi họ làm hội thảo qua những công cụ bằng điện tử trên mạng. Rồi họ tư vấn hợp đồng, tư vấn sản phẩm trên e-application.
và ngay cả tuyển dụng họ đi thẳng e-recruiting, e-administration. Đó lý do tại sao cái tháng 4 vừa rồi nhiều ngành bị ảnh hưởng, nhưng chính nhờ những công cụ đó Jobline, tôi không nói là không gặp khó khăn, gặp khó khăn chứ, nhưng vẫn vượt qua được cái khó khăn đó. Những văn phòng nào, những người đại diện kinh doanh nào, những người quản lý nào áp dụng được công nghệ đó, không có một vấn đề gì về doanh thu. Nhưng ngược lại, những người nào không áp dụng được cái công nghệ đó gặp khó khăn hoàn toàn. Vậy thì ai cũng nghĩ rằng là tôi biết trước, không có đâu, tôi biết trước, tôi làm cái này không phải là tôi biết trước là cái chuyện coronavirus này, tôi không biết. Nhưng mà trong may mắn thì chính nhờ những công cụ số đó, Jobline đã vượt qua cái khó khăn đó. Không phải nói là dễ dàng, nhưng nhẹ nhàng hơn nhiều ngành bảo hiểm, ngành khác, đặc biệt nhất là ngành bảo hiểm. Đó là một trong những gì tôi có thể nói được về công cụ số này. Trụ sở chính như vậy, có những thời gian chúng tôi 100% work from home. Work from home có nghĩa là nhân viên làm việc ở nhà. Vậy thì nếu nhân viên làm việc ở nhà mà không có những công cụ đó thì làm sao làm việc ở nhà? Gần 3 tuần lễ, trụ sở chính, tất cả những nhân viên cũng như function head, trưởng phòng ban của công ty, ngay cả tôi đều làm việc tại nhà và qua những công cụ mà công ty đã đưa ra. Công ty vẫn chạy bình thường. Ngày hôm nay tôi đi gần như, xin lỗi, chưa hết, nhưng mà gần như cái dự án đó đã được hoàn toàn xong. Tôi đã bước vào giai đoạn để hoàn thiện nó, làm đẹp nó, tân trang nó, để nó dễ sử dụng hơn. Và đặc biệt nhất là để nó có sự đột phá mới, không những trong ngành bảo hiểm mà trong mọi ngành. Dạ vâng, rõ ràng với những gì chia sẻ thì Thúy Hằng cũng thấy được là những cái hiệu quả tích cực mà ông đã áp dụng cho công ty trong cái công cuộc chuyển đổi số này. Như vậy thì trong cái thời gian tới, dự kiến ông sẽ đưa ra những cái chương trình, những cái kế hoạch như thế nào để công ty tiếp tục trong cái cuộc đua này ạ? Tôi nói lại là tôi không có đua gì cả, tôi chỉ làm theo những gì tôi muốn làm trong công ty thôi. Còn đua đó là chuyện của người khác, tôi muốn nhắc lại chỗ đó, tôi không có đua. Tôi đua là tôi đua cho bản thân. Tôi ra những cái, ngay trong tập thể dục cũng vậy. Lúc đầu tôi phải chạy 10 cây số, tôi chạy 15 cây số, chạy 20 cây số. Ra những cái mục tiêu cho mình, mục tiêu cho mình đạt được à? Không vậy. Dạ. Thì bây giờ tôi đưa mục đích cho công ty thế này. Kỹ thuật số hoàn toàn công ty. Tôi không muốn ký. Bây giờ cô biết là ngày xưa có, nếu tôi ký một ngày hết một tiếng thì bút mực. Ký ít chừng nào tốt chừng nào. Mà mỗi lần phòng ban nào đưa lên cho tôi ký, tôi nói khi nào hết ký đây. Câu hỏi đầu tiên của tôi là như vậy. Vậy thì kỹ thuật số mình có 3 cái nhìn. Đầu tiên là cho đội ngũ kinh doanh, họ có những công cụ tối tân nhất, thích nghi nhất để làm việc, để tư vấn cho khách hàng. Cái thứ nhì là tôi muốn cho công ty trụ sở chính, nhân viên của công ty có những cái công cụ để mà có thể làm việc với đội ngũ. Nhưng mà điều quan trọng nhất, khó khăn nhất và phải hoàn thiện đó là cho khách hàng. Khách hàng có thể làm được gì trong những công cụ mà công ty đưa ra? Thí dụ, tôi đã e-service, có nghĩa là khách hàng có thể vào xem tự động xem hợp đồng của mình và chỉnh sửa một số thông tin bình thường, hoặc là có thể theo dõi hợp đồng của mình. Tôi đã e-claim, khách hàng có thể vào để được bồi thường của công ty trực tiếp chứ không qua trung gian, rất nhanh và tiếp tục những hành trình đó. Vậy thì chúng ta có ba cái nhìn khi kỹ thuật số. Kỹ thuật số cho đội ngũ kinh doanh, kỹ thuật số cho trụ sở chính, cho nguồn máy của công ty, và đặc biệt nhất là kỹ thuật số cho khách hàng. Và đó là cái hành trình mà tôi nghĩ rằng tôi đặt chỉ tiêu cho bản thân phải hoàn thiện nó trong một thời gian rất ngắn và rất gần. Dạ vâng.
Với những gì mà ông chia sẻ ngày hôm nay, xin được chúc cho ông sẽ có thật nhiều sức khỏe, thật có nhiều niềm vui trong công việc cũng như cuộc sống, và đặc biệt là để Lèo Lái Chất Lai Việt Nam sẽ tiếp tục có những cái bước phát triển vượt bậc hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn ông. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn tất cả.